xác minh cô đồng bổ cầu xem bói đúng nhận sai cãi. Sáng ngày 8 tháng 2, trả lời báo chí, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Kinh Môn Hải Dương cho biết, đơn vị đã giao cơ quan chuyên môn và công an thị xã vào cuộc xác minh trường hợp cô đồng TH đăng clip xem bói trên mạng xã hội. Theo đại diện công an thị xã Kinh Môn, trường hợp nếu có vi phạm, công an thị xã sẽ cùng ban chỉ đạo tôn giáo của thị xã làm rõ và xử lý theo các quy định của pháp luật. Cô đồng TH đang sống tại phường Hiến Thành, thị xã Kinh Môn, lấy chồng ở địa phương khác và mới về địa bàn sinh sống. Trước đó, rất nhiều bài đăng, dòng trạng thái, video ngắn được đăng tải trên mạng xã hội kèm cụm từ đúng nhận sai cãi. Chỉ trong một ngày, bốn chữ này trở thành hot trend được rất nhiều người đuổi theo. Cụm từ này chính là câu cửa miệng của cô đồng online TH thường xem bói bằng cách bổ cau. Sau khi nêu ra cảnh hay chuyện quá khứ của khách hàng, cô sẽ có câu đúng nhận sai cãi. Đúng nhận sai cãi cho tôi với ngữ khí dứt khoát, chắc nịch, tự tin. Bộ quả cao này ra lá số tử vi trong cung mệnh con đi lấy chồng tự lập tự làm tự ăn, đúng nhận sai con cãi. Nói to. Bản thân lá số tử vi con lấy chồng trưởng thứ trong gia đình, đúng nhận sai con cãi cho cô. Tuy nhiên, vì cô nói nhanh nên ít ai nghe kịp để còn nhận đúng hay cãi. Trên mạng xã hội, nhiều TikToker cũng đu theo trend đúng nhận sai cãi, làm lại các clip xem bói nhưng thay vì dùng quả cau thì họ lại dùng loại quả khác như nho, lê, mít, thanh long v.v. Các bạn đã dùng loại quả gì khác để đu theo trend đúng nhận sai cãi này chưa? Hãy chờ đón thông tin mới nhất về vụ việc bổ cau xem bói này trên Chuyện Gì Thế các bạn nhé! Hãy đăng ký kênh Chuyện Gì Thế để cập nhật những tin tức nóng hổi nhất trong ngày và đừng quên để lại ý kiến dưới phần bình luận nha quý vị!